Xin được cảm ơn và kính chào quý vị. Đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật của báo Thanh Hóa, sau đây là những thông tin chi tiết mời quý vị cùng theo dõi. Mới đây tại Bộ Xây dựng, Thanh tra Bộ Nội vụ đã tiến hành công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng vị trí việc làm và quản lý biên chế công chức, đạo đức văn hóa giao tiếp của công chức, những việc công chức không được làm, quy tắc nghề nghiệp của công chức, viên chức, tuyển dụng công chức, viên chức bổ nhiệm công chức viên chức lãnh đạo quản lý thực hiện phân công phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ tại Bộ Xây dựng giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Phát biểu tại buổi công bố, ông Nguyễn Mạnh Khương, Tránh Thanh tra Bộ Nội vụ nêu rõ mục đích, yêu cầu và sự cần thiết của hoạt động thanh tra về công tác tổ chức cán bộ đồng thời chỉ đạo quán triệt hoạt động của đoàn thanh tra, yêu cầu các thành viên nghiêm túc thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn thanh tra, giữ nghiêm kỷ cương kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ. Ông Nguyễn Mạnh Khương đề nghị Bộ xây dựng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để đoàn thanh tra hoàn thành đúng kế hoạch đã đề ra. Thay mặt đoàn thanh tra, bà Chu Thị Hồng Tâm, Phó Tránh Thanh tra Bộ Nội vụ, trưởng đoàn công bố toàn văn quyết định số 358 quy tám TT BNV ngày 3 tháng 7 năm 2024 của Tránh Thanh tra Bộ Nội vụ về việc tiến hành thanh tra tại Bộ Xây dựng theo kế hoạch thanh tra năm 2024. Phó Tránh Thanh tra Bộ Nội vụ cũng phổ biến trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng đoàn, phó trưởng đoàn và các thành viên các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của bộ xây dựng và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan phổ biến phương thức làm việc, thống nhất lịch thanh tra tại các cơ quan, đơn vị. Thay mặt lãnh đạo bộ xây dựng, thứ trưởng Bùi Xuân Dũng thống nhất với chương trình, thời gian, phương pháp và nội dung làm việc của đoàn thanh tra ông bùi xuân dũng yêu cầu vụ tổ chức cán bộ và thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực thuộc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tài liệu và bố trí nhân sự làm việc với đoàn thanh tra theo lịch đã thống nhất giao vụ tổ chức cán bộ làm đầu mối đôn đốc các cơ quan đơn vị phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra trong quá trình làm việc